Hi, chào bạn, và trên tay Quyền đây là dòng sản phẩm Note 11 Pro 5G bạn. Cái bản này bản 5G ha. Trên tay thì Quyền cảm thấy là nó hơi đầm tay so với dòng trước các bạn. Vì thiết kế cạnh là nó sẽ vuông các bạn. Nó sẽ bo các góc thế này. Cái đầm tay. Mặt sau như là kính các bạn. Đó, ok. Và điểm khác biệt về camera của dòng Note 11 Pro 5G so với Note 11 Pro là bản này nó chỉ có 3 cam thôi. Còn bản Go thường thì nó sẽ có 4 cam. Các bạn ha, 108 megapixel. Đây là camera chính và hai camera phụ. Độ phân giải lần lượt là 8 megapixel và 2 megapixel. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này các bạn. Thao tác vuốt chạm thì cũng khá là ok. Đây, em Nguyên test camera cho mọi người xem. Rất là đẹp chứ không? Rất là ok. Màn hình là một màn hình là 6.67 inch với độ phân giải là Full HD Plus và tấm nền là AMOLED các bạn. Nên màu sắc hiển thị nó rất là đẹp. Và được sử dụng con chip của Mỹ Qualcomm Snapdragon 695 5G 8 nhân. RAM thì được 8GB RAM, bộ nhớ trong là 128GB. Rất đẹp. Viền thì cũng mình cảm thấy là sẽ rất là mỏng chứ không đến nỗi nào dày các bạn. Viền của màn hình khá là ok. Máy thì trang bị viên pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 67W. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ không có phím bấm nào cả các bạn nha. Phía dưới này chúng ta sẽ có chỗ đi sim, sạc tiếp C, loa và viết thoại. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn. Phía trên là than giảm âm lượng. Phía trên cùng chúng ta sẽ có dãy loa sắc 3.5, viết thoại và hồng ngoại để điều khiển các thiết bị trong gia đình. Ở đây là Redmi Note 10 Pro 5G các bạn nha. Ở đây nó sẽ có đại diện Redmi 5G các bạn. Bản thường thì nó sẽ không có chữ 5G ở đây. Máy rất là đẹp. Cầm rất là đầm tay các bạn. Với mức giá hiện tại là 8.990.000. Chúng ta được hỗ trợ góp 0% lãi suất. Góp thì chúng ta chỉ cần trả trước là 899.000, góp 6 tháng mỗi tháng là 1.360.500 đồng. Hỗ trợ 6 tháng các bạn nha, góp không lãi của ngân hàng HC và FE. Đây là FE ha các bạn nha. Còn HC thì chúng ta trả trước là 2.697.000, góp mỗi tháng là 1.060.000. Tổng góp và trả trước là 9.057.000 các bạn nha. Đây là góp không lãi nha. Các bạn nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G thì có thể đến ngay thế động và điểm máy xanh gần nhất khu vực các bạn để mà chúng ta có thể tham khảo giá vẫn như là trên tay dòng sản phẩm này. Mình tự trải nghiệm thì nó sẽ ok hơn. Còn các bạn nào ở khu vực Tiêu Cần thì có thể đến ngay điểm máy xanh Tiêu Cần các bạn nha. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của Quyền. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Các bạn muốn Quyền review dòng sản phẩm nào thì có để lại comment phía dưới video này. Quyền sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm 2022 nhé.